Mến chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì tôi rất là vui được gặp lại quý anh chị em. Vì cớ chúng ta được học lời của Đức Chúa Trời với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục loạt bài học Cuộc đời Chúa cứu thế, cuốn 2, bài 2, Phúc âm răng và năm chuẩn bị theo thứ tự thời gian. Đoạn bài học này nằm trong chương trình Thần học căn bản. Và chương trình Thần học căn bản thì có 6 cuốn của Cuộc đời Chúa cứu thế. Sau 6 cuốn Cuộc đời Chúa cứu thế thì chúng ta sẽ được học với nhau chương trình trung cấp thần học bao gồm 10 cuốn và các môn học 10 môn học khác nhau. Và cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn là loạt bài học ở trong cái chương trình giáo trình thần học căn bản. Cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn thì mỗi một cuốn có 25 bài, và ở cuốn 1 thì chúng ta đã học 25 bài. Quý vị có thể mở ra cái chương trình và quý vị có thể mở ra YouTube xem lại. Rồi chúng ta có thể học lại từng loạt từng bài ở trong cuốn 1. Trong cuốn 2 thì chúng ta đã học đến bài thứ 2. Bài đầu tiên thì tôi có nói sơ lược giới thiệu về chương trình Cuộc đời Chúa cứu thế của cuốn 2 là năm chuẩn bị. Cuốn 1 là năm được miễn là thời thơ ấu. Cuốn 2 là năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Cuốn 3 trong cuộc đời Chúa cứu thế thì sẽ học về năm được miễn mộ. Cuốn 4 thì chúng ta sẽ được học về năm khổ nạn của Chúa Giêsu. Và 6 tháng đầu tiên của năm khổ nạn. Cuốn 5 sẽ được học về 6 tháng cuối năm của năm khổ nạn, và cuốn 6 thì sẽ học về giai đoạn sau phục sinh. Như vậy, trong bài 1 của cuốn 2 thì chúng ta đã tìm hiểu và chúng ta đã phân biệt được thế nào là phúc âm cộng quan. Phúc âm cộng quan là cùng nhìn về, cùng kể một câu chuyện khác nhau về câu chuyện, nhưng mà trong cái nhìn khác nhau của các tác giả Mark Luca rằng. Và chúng ta đã học thêm được một cái phương pháp nghiên cứu kinh thánh, đó là phương pháp đối chiếu. Và trong bài 2 thì chúng ta sẽ tiếp tục được học với nhau. Thì chúng ta sẽ học về phúc âm răng và năm chuẩn bị theo thứ tự thời gian. Và trước khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta cùng đến với nhau trong sự cầu nguyện. Mẹ Chúa là Đức Chúa Trời Cha của chúng con cầu xin Thánh Linh là thần lẽ thật đến dạy dỗ chúng con trong thời giờ này. Chúa ơi, chúng con cần Ngài, và chúng con cầu nguyện xin lời của Ngài đầy dẫy trên chúng con, không những giúp đỡ chúng con để chúng con hiểu về lời của Chúa, nhưng chúng con thực hành lời của Ngài. Ngài giúp đỡ cộng đồng cơ đốc nhân của người Việt Nam, và đặc biệt là cơ đốc nhân tại Việt Nam biết yêu thương nhau, biết cùng nắm tay nhau để phục vụ về tin lành quyền năng của Chúa Giêsu, bày tỏ tình yêu của Ngài ra cho cộng đồng. Chúng con biết ơn Chúa. Chúa ơi, xin giúp đỡ anh chị em của chúng con để chúng con đã được học lời của Ngài, được sâu nghiệm lời của Chúa tốt hơn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thì chúng ta xem lại trong Ma-thi-ơ đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11. Trong cuốn 1 thì chúng ta đã thấy, ta đã học về bố cục của phúc âm Ma-thi-ơ. Và chúng ta thấy được rằng bố cục của phúc âm Ma-thi-ơ thì đoạn 1 là giới thiệu, đoạn 2 của phúc âm Ma-thi-ơ là nói về thời thơ ấu, và đoạn 3 từ đến đoạn 4 câu 11 nói về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Như vậy, câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì thuật lại cho chúng ta biết Chúa Giêsu không còn làm nghề thợ mộc tại làng Nazareth,
nữa ở trong vùng Galilee, nhưng mà ngài không làm nghề thợ mộc, ngài vẫn vẫn ở tại Nazareth. Nhưng trong năm chuẩn bị, có nghĩa là năm lúc đó Chúa Giêsu khoảng 30 tuổi, thì ngài xuống bờ sông Giô-đanh với Giăng Báp-tít thuộc vùng Giu-đê và Bê-rê. Rất đông dân chúng tụ tập nghe Giăng Báp-tít giảng sứ điệp về nước Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu không được biết đến nhiều trong suốt năm chuẩn bị. Trong Ma-thi-ơ ghi lại, hay chính xác là Phúc âm Cộng quan Ma-thi-ơ, Mác, Luca thì ghi lại ba câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu chịu cám dỗ, Chúa Giêsu chịu phép báp têm, sự giảng dạy của Giăng Báp-tít. Cả ba câu chuyện này đều được ghi chép ở trong sách Tin Lành Cộng quan, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu trong Tin Lành Giăng. Thứ nhất, chúng ta nhận biết về sứ đồ Giăng. Sách Phúc âm Tin Lành Giăng là do sứ đồ Giăng, là một trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu, viết nên. Và sứ đồ Giăng thì chúng ta cần phải nhận biết, trong Kinh Thánh có hai người tên là Giăng. Một người là Giăng Báp-tít và người kia là sứ đồ Giăng. Thì Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Chúa Giêsu. Về một phương diện nào đó thì Giăng Báp-tít là anh em bà con gần với Chúa Giêsu, vì Giăng Báp-tít là con của Elizabeth. Chúa Giêsu được hoài thai bởi quyền năng của Thánh Linh trong bụng của Mary. Và Mary và Elizabeth là bà con với nhau. Và Chúa Giêsu thì sinh sau Giăng Báp-tít khoảng 6 tháng. Và lúc bấy giờ thì Giăng Báp-tít, ông là tiên tri của Đức Chúa Trời, nói về sự Chúa Giêsu sẽ đến. Chính Giăng Báp-tít đã làm phép báp têm cho Chúa Giêsu, và câu chuyện về sự dọn đường của Chúa Giêsu được Giăng Báp-tít giảng dạy, sứ điệp ăn năn và làm phép báp têm đã được ghi chép ở trong sách tiên tri Ê-sai cách thời Giăng Báp-tít khoảng 700 năm. Còn sứ đồ Giăng là môn đệ của Đức Chúa Giêsu, và Giăng là em của Gia-cơ, là bạn thân của Phi-e-rơ. Chúng ta thấy rằng sứ đồ Giăng, trước khi ông làm môn đệ của Chúa Giêsu, thì sứ đồ Giăng là môn đệ của Giăng Báp-tít, và ông là Giăng là em của Gia-cơ, là bạn thân của Phi-e-rơ. Chúng ta có bốn sách Phúc âm: Ma-thi-ơ, Mác, Luca, Giăng, và Giăng là tác giả của sách Phúc âm thứ tư, và Giăng là con của Gia-cơ, là em của Gia-cơ, con của CBD. Trên hình có hai người tên là Giăng, một người bên trái, một cái người mặc râu dài, mặc áo lông lạc đà, thắt cái lưng này, thì ông Giăng này gọi là Giăng Báp-tít, và ông Giăng này ông nói rằng người bên trái của tôi trước đây là môn đệ của tôi. Và chúng ta thấy ông Giăng bên phải đây là cái người mà trẻ hơn, cầm cái tờ giấy này, thì đây chính là sứ đồ Giăng. Chúng ta thấy Giăng Báp-tít, thứ nhất, Giăng Báp-tít là người được coi là dọn đường cho Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể lấy thước đo Giăng Báp-tít để liên hệ tới 35 chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì Giăng Báp-tít dạy và làm phép báp têm tại sông Giô-đanh. Năm được mến mộ của Chúa Giêsu thì Giăng Báp-tít bị ở tù và lâm khổ nạn của Đức Chúa Giêsu, và đầu năm đó thì Giăng bị chặt đầu. Và ở đây chúng ta thấy thước đo của Giăng Báp-tít, và ở bên dưới này thì 35 chức vụ của Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy năm giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Thứ nhất, giai đoạn thơ ấu.
của Chúa Giêsu và giai đoạn thơ ấu của Chúa Giêsu thì gắn với địa danh là ở Bethlehem, bởi vì Chúa Giêsu được sinh ra tại Bethlehem. Giai đoạn năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Năm chuẩn bị của Chúa Giêsu là khi mà Chúa Giêsu đã sống khoảng 30 năm ở Nazareth. Và năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì lúc đó Chúa Giêsu khoảng 30 tuổi. Ngài vẫn ở Nazareth, Ngài không làm nghề thợ mộc nữa, nhưng mà ở đây thì Ngài đi xuống phía Nam ở Jerusalem, gần Jerusalem ở trong xứ Jude, đối và bên kia là xứ Bere bên sông Giô-đanh để phụ giúp chức vụ của Giăng Báp-tít và được mang Giăng Báp-tít làm phép Ba-tem. Năm được miễn mộ là Chúa Giêsu đã chuyển từ Nazareth tới thành Ca-pê-na-um, và tại Ca-pê-na-um thì Chúa Giêsu đi giảng quanh xứ Galilee. Và năm khổ nạn, năm bị khổ nạn của Chúa Giêsu thì liên hệ với địa danh ở Jerusalem và giai đoạn sau phục sinh. Như vậy thấy Giăng Báp-tít, thứ nhất Giăng Báp-tít thì năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì Giăng Báp-tít giảng dạy dạy về sứ điệp ăn năn, giúp cho người ta nhận biết về sứ điệp ăn năn. Và năm này thì Chúa Giêsu làm việc cách âm thầm trong năm trong cái năm này thì ít người biết về Chúa Giêsu. Nhưng mà năm được mến mộ của Chúa Giêsu thì lúc này Giăng Báp-tít đã bị tù. Lý do Giăng bị ở tù là bởi vì Giăng Báp-tít can ngăn vua Herod chư hầu không lấy vợ của em trai mình là vua Philip, và vì cớ đó cho nên Giăng bị vua Herod chư hầu bắt bỏ tù. Và Giăng trong năm khổ nạn của Chúa Giêsu thì Giăng chết. Giăng Báp-tít chết, và là lý do Herodia sai con gái của mình nhảy múa trước mặt Herod chư hầu. Herod chư hầu và Philip cùng Achenau là ba anh em cùng một cha là Herod đại đế. Trong thời của Chúa Giêsu mới được sinh ra thì Herod đại đế cai trị toàn xứ Palestine. Nhưng sau khi mà Herod đại đế băng hà chết đi thì để lại năm cái địa danh cho ba đứa con trai, và ông Herod chư hầu thì lấy em vợ em có nghĩa là lấy vợ của em trai mình là Philip, và ông Giăng Báp-tít ông can ngăn, cho nên ông Herod đại đế này, ông Herod chư hầu đã bỏ tù Giăng. Từ sau đó thì bà Herodia lập mưu để chặt đầu ông Giăng nhân một cái dịp mà Herod chư hầu ông đãi tiệc sinh nhật, thì con gái của Herodia nhảy đẹp, và ông Herod chư hầu này nói rằng nếu người nữ này muốn nửa vương quốc ta cũng chia cho. Và người nữ này quay trở về nói với mẹ là Herodia rằng tôi muốn xin gì, thì bà Herodia nói rằng tôi xin hãy xin cái đầu của Giăng Báp-tít. Khi đó thì ông Herod chư hầu ông đã nỡ lời rồi, cho nên ông sai lính vào trong ngục giết giết Giăng Báp-tít và chặt đầu Giăng Báp-tít để trên mâm và mang đến cho con gái của Herodia. Như vậy thì đầu năm mà Chúa Giêsu khổ nạn thì ông Giăng Báp-tít chịu chết. Và sau đó là giai đoạn sau phục sinh. Như vậy thì chúng ta có thể lấy cái thước đo của Giăng Báp-tít liên quan đến 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu.
chúng ta thấy ở đây trong trong phúc âm Matthew Mark Luca thì có nói về cái sự dẹp đền thờ của Chúa Giêsu. Và trong phúc tin lành răng thì chúng ta thấy thêm một lần nữa. Như vậy trong chức vụ của Chúa Giêsu thì có hai lần Ngài dẹp đền thờ. Và Đức Chúa Giêsu có hai lần dọn dẹp đền thờ, một lần khi Ngài mới bắt đầu chức vụ và lần kia là vào lúc kết thúc chức vụ. Các sách tin lành cộng quan chỉ nói đến lần thứ hai xảy ra vào tuần lễ cuối của năm cổ lạc. Sách phúc âm răng nói về việc dọn dẹp đền thờ lần thứ nhất ở trong năm tưởng bị. Như vậy bằng cái phương pháp đối chiếu thì chúng ta thấy được sách tin lành răng bổ trợ cho ba sách tin lành cộng quan Matthew, Mark, Luca và nói cho biết rằng Chúa Giêsu đã một lần dọn dẹp đền thờ vào năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Tin lành răng từ đoạn 1 cho tới đoạn 4 ghi chép về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu và 6 câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu theo sách tin lành răng. Là thứ nhất, chúng ta thấy răng đoạn 1 câu 35 thì ghi chép về câu chuyện các môn đồ đầu tiên và câu chuyện này nó nằm trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Như vậy đối với bố cục của sách phúc âm Matthew từ đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11 nói về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì bố cục của tin lành răng từ đoạn 1 cho tới đoạn 4 cũng nói về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Và trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu được ghi chép ở ba sách phúc âm cộng quan Matthew, Mark, Luca, răng thì có ba câu chuyện được ghi chép lại. Thứ nhất là răng Baptist dạy dỗ và làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Thứ hai là Chúa Giêsu chịu phép báp tem. Thứ ba, Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Thì trong sách tin lành răng chúng ta tiếp tục thấy được sáu câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Thứ nhất là răng nói câu chuyện các môn đồ đầu tiên, ghi chép lại những môn đồ này gặp gỡ Chúa Giêsu trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Đó là trong răng đoạn 1 câu 35. Câu chuyện thứ hai, răng đoạn 2 câu 1 nói về đám cưới tại Cana. Trong cái đám cưới này thì ta thấy Chúa Giêsu đã hóa nước biến thành rượu trong cái lúc mà đám cưới tại Cana người ta hết rượu. Nhưng lý do Ngài hóa nước biến thành rượu để cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và cho các môn đệ đi theo Chúa tin Ngài là Đức Chúa Trời. Và câu chuyện thứ ba được ghi chép ở trong răng đoạn 2 câu 13, Chúa Giêsu dọn dẹp đền thờ. Và lần dọn dẹp đền thờ này là lần dọn dẹp đền thờ trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, là trong lần thứ nhất. Trong răng đoạn 3 câu 9 thì nói về một câu chuyện thứ tư, đó là câu chuyện kể về Nicodem. Nicodem là một giáo sư của người Do Thái đang đêm thì đến gặp Chúa Giêsu và nói với Chúa Giêsu về những điều Nicodem không hiểu được. Và Chúa Giêsu bắt đầu nhân cơ hội đó giảng về sự tái sinh cho Nicodem, về nước trời cho Nicodem. Và Nicodem thì trong cuối cùng khi mà Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá thì Nicodem là người mà đã chôn, một trong những người đã chôn xác Chúa Giêsu. Câu chuyện thứ năm ở trong phúc âm răng được ghi chép trong năm chuẩn bị, đó là răng đoạn 4 câu 7 kể về câu chuyện người đàn bà Samari. Chúa Giêsu đã gặp người đàn bà Samari ở bên giếng Gia-cốp và Ngài và cái người đàn bà này là người đàn bà ô uế và đi múc nước giữa trưa. Chúa Giêsu đã gặp và truyền giáo cho người đàn bà này, làm chứng cho người đàn bà này về nước Đức Chúa Trời, và qua người đàn bà này thì tin lành được mang đến cho người Samari. Và câu chuyện cuối cùng là
Răng đoạn 1 câu 4 đoạn răng đoạn 4 câu 46 nói về câu chuyện về con trai của quan thị vệ. Đây là câu chuyện khi mà cái đứa con của quan thị vệ chết mất và gặp Chúa Giêsu thì được chữa lành. Như vậy, đây là sáu cái câu chuyện được ghi chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Tôi xin nhắc lại. Thứ nhất là câu chuyện về các môn đồ đầu tiên được ghi chép trong răng đoạn 1 câu 35. Câu chuyện thứ hai là đám cưới tại Cana trong răng đoạn 2 câu 1. Câu chuyện thứ ba là dọn dẹp đền thờ răng đoạn 2 câu 13. Câu chuyện thứ tư là câu chuyện kể về Nicodem trong răng đoạn 3 câu 9. Câu chuyện thứ năm là câu chuyện về người đàn bà Samari trong răng đoạn 4 câu 7. Và câu chuyện thứ sáu là răng đoạn 4 câu 46 nói về câu chuyện về người con trai của quan thị vệ. Như vậy, trong sách Tin Lành Cộng Quan thì có 3 câu chuyện được chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Thứ nhất là sự giảng dạy của Giăng Báp-tít. Thứ hai là Chúa Giêsu chịu phép báp-têm. Thứ ba, Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Như vậy, trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu có tất cả 9 câu chuyện được ghi chép lại. Chúng ta đã dùng phương pháp đối chiếu để học biết và tìm ra 9 câu chuyện này trong cả 4 sách phúc âm, đó là Matthew, Mark, Luca, Giăng. Và sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 32 kể về câu chuyện Chúa Giêsu chỉ phép bắt tem. Do đó tất cả 6 câu chuyện trong sách phúc âm Giăng ghi chép về Chúa Giêsu trong năm chuẩn bị đều xảy ra sau khi Ngài chỉ phép bắt tem trong giai đoạn Giăng 1 câu 32. Có nghĩa là sách phúc âm Giăng từ đoạn 1 cho tới đoạn 4 thì nói về những cái sự kiện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Và sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 32 thì nói về câu chuyện Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Có nghĩa trước đoạn 1 câu 32 thì kể về những cái sự kiện xảy ra trước khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Và từ răng đoạn 1 câu 32 đổ đi thì nói về sự kiện sau khi mà Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Như vậy cả 6 cái câu chuyện được ghi chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu trong sách Tin Lành Răng thì đều xảy ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Và tổng chúng ta có 9 câu chuyện. Như vậy, 3 câu chuyện về Chúa Giêsu trong năm chuẩn bị được ghi chép trong sách phúc âm Ma-thi-ơ xảy ra trước khi Chúa Giêsu chịu phép báp-têm, và theo sách Ma-thi-ơ viết về năm chuẩn bị từ đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11 thì Giăng viết về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu từ đoạn 1 đến đoạn 4. Tổng chúng ta có 9 câu chuyện. 9 câu chuyện về Chúa Giêsu được ghi chép lại ở trong năm chuẩn bị. Nhưng có 3 câu chuyện được diễn ra trước khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm và 6 câu chuyện diễn ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Như vậy, theo các sách Tin Lành Cộng Quan cho thấy Chúa Giêsu gặp các môn đệ vào giai đoạn năm được mến mộ của Ngài tại bờ biển Galilee, các môn đệ đang đánh cá. Nhưng phúc âm Giăng đã cho thấy Chúa Giêsu đã gặp các môn đệ ở trong năm chuẩn bị tại Giu-đê, vùng Giu-đê và Bê-rê bên bờ sông Giô-đanh. Một số môn đệ của Ngài trước đây là môn đệ của Giăng Báp-tít, đó là Ma-thi-ơ, Anh-rê, Giăng. Bằng phương pháp đối chiếu, chúng ta đã thấy khi Chúa Giêsu đã gặp các môn đệ của Ngài trong năm chuẩn bị, họ đã được hai giáo sư lớn để chuẩn bị chức vụ, đó là Giăng Báp-tít và Chúa Giêsu. Như vậy thì ta thấy một điều, các sách Tin Lành Cộng Quan chỉ ghi chép về sự gặp gỡ của Chúa Giêsu đối với các môn đệ vào giai đoạn năm được mến mộ. Nhưng Tin Lành Giăng thì đã ghi chép lại sự kiện Chúa Giêsu đã gặp các môn đệ của Ngài trong năm chuẩn bị. Có nghĩa là lúc đó, trong cái thời điểm thì Chúa Giêsu xuống sông Giô-đanh khi mà Giăng Báp-tít đang làm phép báp-têm, lúc bấy giờ các môn đệ của Giăng Báp-tít đã có rồi, và sau này số các môn đệ này đi theo Chúa Giêsu.
Chúng ta có câu hỏi thảo luận ở trong PR nhất, đoạn 3 câu 14. Và chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đầu tiên để chuẩn bị hầu việc Chúa. Cái việc chuẩn bị để hầu việc Đức Chúa Trời có quan trọng không? Và tại sao chúng ta cần được chuẩn bị? Giống như là Chúa Giêsu đã chuẩn bị trong năm chuẩn bị của Ngài, thì Ngài đi xuống xứ cái miền Nam, Ngài từ Galilee Ngài đi xuống miền Nam và Ngài ở đó, Ngài chịu phép báp têm ở đó, Ngài âm thầm để tìm kiếm những môn đệ của Ngài, nhưng sau đó Ngài vẫn trở về Galilee. Chúa Giêsu còn chuẩn bị cho chức vụ, thì mỗi người có nên chuẩn bị cho chức vụ hầu việc Chúa hay không? Câu hỏi thứ hai, chúng ta có thể làm gì để chuẩn bị mình tốt hơn? Chúng ta cần phải học Kinh Thánh, cầu nguyện hay là sống đạo như thế nào để chuẩn bị đời sống mình tốt hơn? Và thứ ba, chúng ta học được gì qua gương mẫu của các môn đệ trong việc chuẩn bị chính mình cho công tác của Chúa? Tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu đều được răng báp tít chuẩn bị, các sứ đồ của Chúa Giêsu được răng báp tít chuẩn bị, và sau đó họ đi theo Chúa Giêsu và họ được huấn luyện. Còn chúng ta, anh chị em có được chuẩn bị không? Thì đây là điều chúng ta cần phải giải trình. Tóm lại, trong bài này chúng ta học được những gì? Thứ nhất, phúc âm răng và lâm chuẩn bị theo thứ tự thời gian. Thì chúng ta cần phải nhớ một điều. Câu chuyện được ghi chép ở trong sách Tin Lành Cổng Quan, và cụ thể là Matthew, thì từ Matthew từ đoạn 3 đến đoạn 4 câu 1 kể về câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Và trong năm này thì có ba sự kiện. Thứ nhất, Chúa Giêsu vẫn ở Nazareth nhưng mà Ngài không làm thợ mộc nữa, mà Ngài đi xuống vùng Giô-đanh, tại đó đang báp tít làm phép báp têm ở dòng sông trên dòng sông Giô-đanh đối ngang Giu-đê và Bê-rê. Ở đó dân chúng tụ tập theo răng rất là đông, và ở trong sách Tin Lành Cổng Quan thì ghi chép lại ba câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, và ba câu chuyện này được diễn ra trước khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Đó là Chúa Giêsu chịu cám dỗ, Chúa Giêsu chịu phép báp têm và sự giảng dạy của thằng Báp Tít. Thứ hai, chúng ta thấy sáu cái câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu được răng ghi lại. Và trong sách Tin Lành Răng thì năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, thời gian chuẩn trong năm chuẩn bị được ghi chép từ đoạn 1 tới đoạn 4. Và sáu câu chuyện này diễn ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Đó là các môn đệ đầu tiên của Ngài trong răng đoạn 1 câu 35, răng đoạn 2 câu 1 là nói về đám cưới tại Cana, răng đoạn 2 câu 13 là dọn dẹp đền thờ, răng đoạn 3 câu 9 là câu chuyện về Nicodem, răng đoạn 4 câu 7 câu chuyện về người đàn bà Samari, răng đoạn 4 câu 46 nói về câu chuyện cùng về con trai quan thị vệ. Và 6 câu chuyện này được ghi chép ở trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu và sự kiện diễn ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Thứ hai, thứ ba, chúng ta nhớ sự kiện trong sách Phúc Âm thì có hai lần Chúa Giêsu dọn dẹp đền thờ. Một lần đầu tiên vào năm đầu của chức vụ và lần kia là kết thúc chức vụ của Ngài. Và sách Tin Lành Cổng Quan chỉ nói đến lần thứ hai Ngài dọn dẹp đền thờ là xảy ra vào tuần lễ cuối của năm Cổ Lạc. Còn sách Phúc Âm Răng thì nói về việc dọn dẹp đền thờ lần thứ nhất trong năm chuẩn bị.
Thứ hai, đây là thứ tư chúng ta phải nhận biết răng bắp tít và sứ đồ răng. Sứ đồ răng á là môn đệ của Chúa Giêsu, và trước đó ông cũng là môn đệ của răng bắp tít. Và ông răng bắp tít thì ông giảng dạy về sự cứu rỗi và làm phép báp têm bằng nước khiến cho dân chúng được ăn năn quay trở về Chúa. Và răng bắp tít có thước đo cho 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu. Thứ nhất, trong năm đầu, năm chuẩn bị thì của Chúa Giêsu thì răng bắp tít giảng dạy. Năm thứ hai, năm được miến mủ của Chúa Giêsu thì răng bắp tít bị tù. Và năm khổ nạn của Chúa Giêsu này, năm thứ ba thì răng bị chặt đầu. Đây là 4 điểm chúng ta cần nhớ và có 3 cái câu thảo luận. Thứ nhất, chúng ta cần chuẩn bị trong chức vụ không? Và tại sao cần phải chuẩn bị trong chức vụ hầu của Chúa? Thứ hai, chúng ta phải làm cái gì để chuẩn bị mình tốt hơn? Và thứ ba là cái gương mẫu của các môn đệ trong việc chuẩn bị chính mình cho công tác phục vụ Chúa là cái gì? Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài cho chúng con cơ hội học lời của Chúa. Xin Ngài chúc phước trên chúng con, sử dụng chúng con là công cụ đắc lực cho cánh tay quyền năng của Ngài và bày tỏ ân điển cùng vinh hiển của Ngài ra cho cộng đồng nơi chúng con sống. Chúng con biết ơn Chúa. Chúa ơi, xin chúc phước trên chúng con trong mọi sự, trong mọi công việc của chúng con làm. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì có cơ hội để học lời Chúa cùng với anh chị em. Nguyện thần của Ngài cứ chúc phước trên anh chị em, và anh chị em hãy ấn chia sẻ kênh này để mọi người cùng được học lời của Chúa. Chúng ta nhớ đăng ký và chúng ta nhớ là cho cái ý kiến chúng ta like hoặc là dislike để chúng ta bình luận, để tôi có thể thấy được cái việc dạy của mình và cố gắng để dạy tốt hơn, và sẽ có những cái phương pháp dạy tốt hơn để chúng ta cùng hiểu hơn về lời của Đức Chúa Trời. Và anh chị em để ý trong cái phần mô tả, ở dưới cái phần mô tả thì tôi có để cái slide bài học này, và các bạn và anh chị em có thể lấy cái slide này để học và để chia sẻ lại cho những anh chị em khác. Giờ xin cảm ơn nguyện thần của Ngài ban phước trên anh chị em, và xin anh chị em nhớ tới tôi trong sự cầu nguyện y như lời của sứ đồ Phaolô là viết cho các thánh đồ rằng hãy vì chúng tôi mà cầu nguyện, để khi chúng tôi mở miệng ra được tự do mọi bề để nói sự cao trọng của Đức Chúa Trời và chia sẻ lời của Chúa tốt hơn phục vụ anh chị em. Nguyện Chúa ban phước trên anh chị em. Xin mến chào và tạm biệt.